Cháy kho hàng 1.000m2 gần cầu Vĩnh Tuy, Hà Nội. Theo thông tin ban đầu, vào tối 16 tháng 10 tại kho xưởng trong ngõ 124 Vĩnh Tuy, Hà Nội, gần trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã xảy ra một vụ cháy lớn. Thời điểm này cột khói đen bốc cao hàng chục mét, khiến nhiều người lo lắng. Lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường triển khai chữa cháy. Khu vực xảy ra cháy là kho xưởng có diện tích khoảng hơn 1.000m2. Đây là địa bàn giáp danh giữa hai quận Hai Bà Trưng và Thanh Trì. Vụ cháy được người dân phát hiện, sau đó đã cùng với lực lượng chữa cháy cơ sở sử dụng bình chữa cháy lưu động và khai thác thiết bị từ điểm chữa cháy công cộng để tiến hành dập lửa. Tuy nhiên, do trong xưởng có chứa nhiều vật liệu dễ cháy, khiến công tác dập lửa rất khó khăn nên đã không hiệu quả. Ngay sau khi nhận được thông tin, Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Tuy đã điều động lực lượng dân quân thường trực, công an phường đến phong tỏa hiện trường và hỗ trợ chữa cháy. Lãnh đạo quận Hai Bà Trưng đã khẩn trương đến hiện trường chỉ đạo chữa cháy. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã điều động xe chữa cháy và lực lượng chuyên nghiệp đến chi viện. Chỉ huy chữa cháy đã khẩn trương chỉ đạo các mũi chiến đấu, khai thác nguồn nước tự nhiên tại chỗ, hệ thống cấp nước chữa cháy để tổ chức triển khai chữa cháy, ngăn cháy lan. Đến 22 giờ 30 phút, đám cháy đã cơ bản được khống chế, chống cháy lan. Hiện chưa có thông tin thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Nguyên nhân vụ cháy đang tiếp tục được lực lượng chức năng xác minh, làm rõ.